Chào bạn, thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích một cái mạch, đó là cái mạch trên cái thiết bị điện tim. Thì cái mạch này nó nằm ở trong cái con máy điện tim ấy. Bên trong của cái con máy điện tim nó gồm cái có những cái thành phần như sau, đó là tầng khuếch đại vi sai, tầng khuếch đại trung gian và tầng khuếch khuếch đại cuối. Thì chúng ta rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái tầng khuếch đại vi sai đây. Đây như chúng ta thấy đây. Đấy. Nó gồm cái con linh kiện. Con linh kiện này là chúng ta vẽ ở trên con Proteus OB07C. Đây chúng ta đánh vào. Còn đây là cái nguồn. Cái nguồn đây là bạn có thể đánh với cụm từ là DC thì nó sẽ ra ra cái nguồn này. Đấy. Mình nhớ không nhầm là nó như thế. Thì vì để cho nhanh cho nên mình sẽ tiến hành mình phân tích cái mạch này. Thì chúng ta thấy đây là cái tầng khuếch đại vi sai. Ở cái tầng khuếch đại vi sai thì nó được kết nối trực tiếp với đầu vào không đảo của cái bộ khuếch đại thuật thuật toán. Được kết nối vào đầu vào không đảo của bộ khuếch đại thuật toán. Đấy. Đây chúng ta thấy đây. Đấy. Thông thường thì trở kháng nó luôn rất là cao. Đầu ra của cái bộ khuếch đại là nó dạng dạng vi sai. Đây là đầu ra, chỗ này là đầu ra. Đấy. Hệ số của bộ khuếch đại được xác định bằng một cái công thức và sau đây chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vẽ để chúng ta phân tích cái công thức ra. Mình nhắc lại thì ở trong cái phần này, cái con khuếch đại này, bạn có thể lên lên trên Proteus đó, bạn gõ là OB07C là ra cái con khuếch đại thuật toán này. Chúng ta có thể thấy ngay được là giả sử dòng điện. Nó đi từ đâu? Nó đi từ R8 đến R9 đến R7. Đấy, chúng ta giả sử cái dòng điện nó đi như thế. Thì chúng ta sẽ có là I8, I9 bằng I8, bằng I7, bằng UB trừ UA chia cho R9 bằng UA trừ U ra 1 chia cho R7. Nó cũng bằng U ra 2 trừ UB chia cho R8. Đây là điểm B này. Mình quên chú thích mất, đây là điểm A này. Đấy. Thì chúng ta thấy R9 nó sẽ bằng là UB trừ chỗ UA, dòng điện nó sẽ đi từ đây. Đấy. Lên R7. Thì bằng UB trừ UA chia cho R9. Đấy. Và nó sẽ bằng UA trừ cho U ra 1 đây. Bởi vì dòng điện mình đi ra ngoài này mà, đi ra ngoài đây. UA trừ cho U ra 1 chia cho R7. Và UR2 trừ UB chia cho R8. Vì nó là khuếch đại lý tưởng cho nên là UA nó bằng U1, UB bằng U2. Thì khi chúng ta thay vào công thức thì chúng ta sẽ thấy là thay vào thì được được như sau: U2 trừ
U1 chia cho R9 bằng U1 trừ U ra 1 chia cho R7 bằng U ra 2 trừ U2 chia cho R8. Từ hai công thức này thì chúng ta sẽ có được điều gì? Thì từ hai công thức này chúng ta sẽ tính được là U ra 1 sẽ bằng U1 trừ cho R7 trên cho R9 nhân cho U2 trừ U1. Đấy. U ra 2 thì sẽ bằng U2 cộng cho R8 trên R9 nhân cho U2 trừ U1. Đấy. Lấy tín hiệu U ra 2 trừ cho U ra 1. Lấy U ra 2 trừ cho U ra 1. Thì ta sẽ được là U ra 1. Nhầm chứ. Mình lấy U ra 1 trừ cho U ra 2 đi. Lấy cái này đi. Ra 2. Như thế thì nó ngắn gọn hơn, còn cái lấy U ra 2 trừ thì nó sẽ phức tạp hơn. Vậy thì trong trường hợp chúng ta chọn R7 bằng R8 thì nó như thế nào? Đây, R7, R8 đâu? R7 đây, R8 đây. Trong trường hợp chúng ta chọn hai con này nó bằng nhau thì rõ ràng là khi chúng ta chọn hai con này bằng 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 nhau thì chúng ta sẽ có được là hai lần R9. Đấy. Cả cái cụm này. Cả cụm này. Từ đây chúng ta suy ra được điều gì? Chúng ta suy ra được là cái hệ số khuếch đại của nó. Hệ số khuếch đại. Hệ số khuếch đại. Chúng ta lấy cái này. Lấy cái này này. Đấy. Thì K của nó sẽ bằng là 1 cộng với 2 nhân cho R7 đi trên cho R9. Đây chính là hệ số khuếch đại của cái mạch tín hiệu điện tiêm này. Mạch ở cái tầng tầng nào? Tầng vi sai. Tiếp theo là cái tầng trung gian. Đấy. Chúng ta cùng nhìn lại cái mạch của nó nhé. Thì chúng ta thấy là đây là đầu âm này. Hai đầu âm này nối với nhau này. Đấy. Có một con phản hồi đầu ra này. Con điện trở phản hồi đầu ra này. Có một con điện trở phản hồi đầu ra này. Tại tại cái âm của nó. Đấy. Đấy cái tầng vi sai. Vi sai. Còn cái tầng khuếch đại trung gian nó như thế nào? Chúng ta nhìn vào cái tầng khuếch đại trung gian này. Đây chính là tầng khuếch đại trung gian này. Đây, cái viền đen này. Chúng ta thấy R1 R10 này. R13 này nối với đầu dương. Còn đầu âm thì sẽ R12 và cái con biến trở của nó. Đấy.
Thì đối với tầng này thì thực hiện nhiệm vụ thay đổi tín hiệu từ tầng khuếch đại vi sai, đồng thời là thực hiện khuếch đại tín hiệu lên một lần nữa. Thì tầng này là thực hiện khuếch đại lên một lần nữa. Khuếch đại tín hiệu. Lên lần nữa. Đấy. Tầng khuếch đại trung gian là một cái bộ vi là một cái bộ vi sai mà trong đó là hai đường tín hiệu lại được nối với hai bộ khuếch đại thuật toán. Đây. Chúng ta thấy cái tín hiệu ra này. URA1 này. Với lại cái tín hiệu URA2 này. Đấy. Hai cái này được nối vào chân dương và chân âm của cái con khuếch đại thuật toán này. Đấy. Tín hiệu tại đầu ra của bộ khuếch đại đại trung gian thì nó được xác định như thế nào? Thì chúng ta cùng xác định cái bộ khuếch đại trung gian nào. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy được cái mạch của cái tầng khuếch đại trung gian nó được tách ra như thế này. Đấy. Có hai con vào thì nó đều vào đầu dương và đầu âm hết. Nó có một cái R13 phản hồi này. Đấy. Được nối với cái đầu ra của nó. Bộ biến trở nối với chân âm. Và ura nó được xác định như sau. Ura 3. Chúng ta đặt đây là ura 3 đi. Ura 3 nó sẽ bằng UR2 nhân cho R12 nhân cho R13. R10 nhân cho R12 trừ cho UR2 thôi. Đây, ý thức như này. R10, R13 nhân R11 cộng R12 R12 này nhân cho R13 cộng cho R10 nhân cho R10 12 nhân cho UR2 trừ. Nó trừ một cái biểu thức sau đây. Trừ cho UR2 nhân cho R11 nhân R13 cộng R12 nhân cho R12. À nhầm, R11. Đấy. Ở phía dưới nó vẫn là mẫu R13 R12. Đấy. Như chúng ta thấy cái mẫu của nó là R10 nhân cho R13 R13 nhân cho R11 nhân cho cặp của R11 cộng với R12. Đây là cái URA3 của nó. Và tiếp theo là cái tầng khuếch đại cuối. Tầng này thì rất là dễ. Đây chính là cái tầng khuếch đại cuối này. Đấy. Tầng khuếch đại cuối thì nó thực hiện nhiệm vụ là khuếch đại tín hiệu định tiêm một lần cuối. Đồng thời nó sẽ kết hợp với việc lọc tín hiệu. Hệ số khuếch đại của tầng khuếch đại cuối được xác định bằng cái công thức như sau. K bằng 1 cộng R16 chia cho R17. Đây. R16
R17. Đấy. Hệ số khuếch đại của nó là bằng 1 cộng cho R16 chia cho R17. Đây là hệ số khuếch đại của nó. Đấy. Trong cái tầng khuếch đại cuối, các phần tử tạo ra một cái mắc lặp. Mắc lặp. Phần tử tạo ra một mắc lọc. Mắc lọc thì lọc thông, thông thông cao được tổng hợp từ tụ điện C1 và C2 cùng với điện trở là R14. Đây là cái điện trở R14 này. Mắc lọc thông cao này thì có tần số được xác định. Tần số của nó thì các bạn vui lòng xem lại cái mạch lọc thông cao mà mình từng chỉ. Đấy. Nếu mình nhớ không lầm thì cái tần số của nó được xác định là F bằng 1 trên 2B nhân cho căn của C1 R cộng C2 R R2 C1 R1 C2 R2. Đây là cái tần số của nó. Đây các bạn có thể xem lại cái bộ tầng khuếch đại cuối. Và như thế thì chúng ta sẽ đã vừa rồi là đã tìm hiểu là khảo sát cái mạch điển hình ở trong cái thiết bị điện tim. Ngoài ra nó còn có nhiều cái mạch liên quan, ví dụ như mạch bảo vệ đầu vào. Đây chính là cái mạch bảo vệ đầu vào này. Thì trong cái tầng khuếch đại vi sai thì các thiết bị điện tim thường có cái mạch bảo vệ đầu vào để tránh rủi ro nguy hiểm, cũng ảnh hưởng tới bệnh nhân. Thì tác động của nguồn điện cung cấp là 100 trên cho 100 trên cho 220V được đưa vào bệnh nhân thông qua con đường là điện cực tiếp xúc. Khi bệnh nhân cần sử dụng thiết bị khử điện tim thì thiết bị khử rung tim nhé, thì nó sẽ tạo ra các tác động trực tiếp đến bệnh nhân thông qua các điện cực. Nguyên lý của nó là sao? Nguyên lý của nó thì điện trở R1 này và điện trở R4, nó làm nhiệm vụ là hạn dòng và giảm điện áp được đưa đến bộ khuếch đại. Đấy. Còn cái đèn phóng điện G1 đây chính là đèn phóng điện. Bạn có thể tìm cái này, nếu mình nhớ không lầm là gõ trên Proteus là DC gì đó, hoặc là battery. Đấy. Đèn phóng điện G1 và G2 thì nó để bảo vệ khi có điện áp lọt vào cái đường theo theo đường là VA và VB. Đây. Thì khi mà đèn phóng điện á và ngắn mạch xuống thì điểm chung là không cho đi vào cái mạch khuếch đại. Khi mà nó ngắn mạch thì nó không cho đi vào mạch khuếch đại. Phần mạch này sẽ bảo vệ ngay trước cổng vào của cái mạch khuếch đại, gồm là R3, D, D1 và D, D2, R6, D3 và D, D4. Đấy. Những phần tử này thì nó giới hạn điện áp vào cực khuếch đại và nó không vượt quá cái giá trị điện áp nguồn. Các phần tử này này, nó giới hạn điện áp vào. Đấy. Không cho cái giá trị cực đại nó vượt cái điện áp nguồn mà cái mạch thiết bị điện tim có thể chịu được. Các mạch R2, C1, R5 và C
C2, C2, C1. Đấy. Được sử dụng để thực hiện loại bỏ nhiễu trong cái thời gian ngắn tác động tới cái tín hiệu điện tim. Như thế thì chúng ta vừa tìm hiểu cái mạch bảo vệ đầu vào. Ở đây mình nhắc lại này, cái đèn phóng điện R1 này và R2 này thì nó bảo vệ khi có điện áp lớn nó lọt vào cái đường đường VA và VB này. Đấy. Khi đó thì đèn phóng điện và ngáng mạch ấy, nó sẽ ngáng mạch xuống cái điểm trung và không cho đi vào cái mạch khuếch đại. Đây, nó sẽ ngáng mạch vào và nó không cho đi vào cái mạch của chúng ta. Ngáng mạch về đây. Ngáng mạch và nó không cho đi vào mạch khuếch đại. Phần bảo vệ ngay trước cổng vào khuếch đại bao gồm là R3 này và D1. D1